Đi nước ngoài mua hàng hiệu như đi buôn, BB Trần gặp cái kết đắng ở phút chót. Đi lưu diễn cùng khá nhiều đồng nghiệp, tuy nhiên đến hôm nay, mỗi mình nam diễn viên bị lưu lạc tại một mình ở Úc. Dù rằng đang cầu đuôi ước thấy, nhưng BB Trần vẫn đang rất đau đầu vì sự cố mà anh gặp phải ở nước ngoài. Mới đây nhất trên trang cá nhân, nam diễn viên hài BB Trần vừa đăng tải dòng trạng thái than thở. Giờ chẳng khác gì kangaroo lang thang khắp Melbourne. Một ngày mà quá nhiều chuyện xui ập tới cùng một lúc, nào là mất tiền, nào là bắt bó ước không được về, nào là lịch diễn sân khấu, lịch quay phim, làm ảnh hưởng đến nhiều người, làm mọi người phải lo lắng nữa chứ. Giờ phải chờ tới ngày mai để giải quyết vấn đề, cảm giác muốn nín thở, nhật ký cô bé đô con lưu lạc tại Đức Úc. Gương mặt ủ rũ của anh khi gặp các sự cố đáng tiếc tại nước ngoài, chính điều này đã làm liên lụy đến rất nhiều công việc, theo lịch trình từ trước của BB Trần tại Việt Nam. Trước đó anh cũng than thở, khi vừa nói ao ước được ở lại Úc, hưởng thụ không khí trong lành, nào ngờ cũng được kéo dài thời gian xứ người, nhưng lý do vì hộ chiếu gặp vấn đề. Có lẽ lúc này anh không biết nên khóc ròng hay nên cười, các đồng nghiệp cũng khá hoang mang khi thấy người em mình vướng phải sự cố. Pha Lê giải quyết sao rồi em? Dạ cũng tạm ổn rồi chị, đang chờ người ta làm lại passport cho em. Tiến Luật: Haha, cần giúp gì cứ báo nhen, tôi có người lo được. Nam Thư: Trời ơi, rồi giờ sao? Cũng trong chuyến lưu diễn này, Hải Triều và BB Trần có dịp mua sắm cực hoành tráng. Nhìn xe đẩy chứa đầy hàng hiệu khiến mọi người cứ nghĩ họ đang làm con buôn. Dù tậu được nhiều món đồ nhưng BB Trần không quên than vãn: Tôi đã không làm chủ được mình, tan nát hết rồi mấy tháng lương. Ngoài biểu diễn phục vụ khán giả thì việc đi mua sắm là một trong những điều mà luôn chiếm được thời gian của các nghệ sĩ khi đi sang nước ngoài. Đến hiện tại thì có lẽ nam nghệ sĩ đã thôi hết mong muốn được nán lại Úc lâu hơn, mà ao ước được sớm trở về quê nhà tiếp tục các lịch trình để không ảnh hưởng đến cả đoàn. Hy vọng BB Trần sẽ sớm được cấp đầy đủ giấy tờ để nhanh chóng về lại Việt Nam. Nỗi buồn bao trùm mạng xã hội thế giới sau Avengers Endgame. Avengers Endgame đã kết thúc sau 3 tiếng 2 phút công chiếu, nhưng dư âm của bộ phim có lẽ sẽ còn mãi đến sau này. Ngày hôm qua là cột mốc đáng nhớ đối với khán giả yêu điện ảnh nói chung và người hâm mộ Marvel nói riêng. Những suất chiếu đầu tiên của Avengers Endgame bơm tấn được mong chờ nhất trong năm của MCU đã đến tay người hâm mộ toàn cầu. Với những ai đã may mắn được thưởng thức siêu phẩm này, Avengers 4 không chỉ là một bơm tấn thông thường, nó còn là một hiện tượng văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ trên toàn cầu, cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Avengers Endgame với ký nghĩa hồi kết gần như đã khép lại một giai đoạn huy hoàng trong lịch sử vũ trụ điện ảnh Marvel. Chỉ sau một đêm, mạng xã hội toàn thế giới ngập tràn những bài đăng nhắc đến bộ phim, nỗi buồn bao trùm, song song với đó là lòng biết ơn đối với các siêu anh hùng cũng như hãng Marvel. Họ đã đem đến những thước phim đông đầy cảm xúc với dư âm khó phai. Đã có không ít người xem phải rơi lệ, nhưng đó có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc vì đã được chứng kiến giây phút đẹp nhất của kỷ nguyên Marvel. Sau bơm tấn này, sẽ có siêu anh hùng nào đó phải nói lời từ biệt, nhưng chắc chắn hành trình của họ vẫn sẽ mãi tiếp tục trong lòng người hâm mộ như một biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần nhiệt huyết. Người hâm mộ toàn cầu đã bày tỏ niềm xúc động khi xem Endgame bằng loạt meme. Ngay cả khi thời gian chiếu phim đã hết, nỗi buồn vẫn đọng lại mãi trong tâm trí họ. Bố tôi hỏi Avengers Endgame thế nào rồi con, và tôi bật khóc. Cảm giác này sẽ kéo dài đến bao giờ mới ngừng lại, một người dùng Twitter chia sẻ. Bố tôi nói thôi nào chỉ là bộ phim thôi mà. Tôi, ai đó có thể đi tiếp nhưng chúng con thì không. Đó là nội dung của bài đăng trên Twitter kèm theo loạt hình biểu đạt nỗi buồn. Còn người dùng Twitter này thì nghẹn lời, không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào khi mọi người đề nghị, nêu cảm nghĩ sau khi xem Avengers Endgame. Người dùng Twitter này đăng một bức hình ngụ ý tâm trí cô ấy anh ấy bây giờ ngập tràn những hình ảnh và suy nghĩ về Avengers Endgame, làm thế nào để đi tiếp, người dùng này tự hỏi. Một loạt hình ảnh biểu thị nỗi buồn như thế này đang ngập tràn mạng xã hội Twitter. Một người dùng đã dùng nó để miêu tả cảm xúc của mình sau khi thưởng thức bơm tấn mới của Marvel. Bên cạnh đó, có không ít người hâm mộ gửi lời cảm ơn chân thành đến những siêu anh hùng. Cảm ơn vì mọi thứ các chàng trai cảm ơn, người dùng này viết. Người dùng này đã đăng một clip và không quên gửi lời cảm ơn đến Marvel và các siêu anh hùng. Cảm ơn vì cuộc hành trình 11 năm Marvel. Cảm ơn vì đã khép lại một kỷ nguyên theo cách đẹp đẽ nhất. Chúng tôi yêu các bạn 3.000 lần.
Ngày mai, người hâm mộ toàn thế giới sẽ chính thức được thưởng thức Avengers Endgame. Nỗi buồn chắc chắn sẽ tiếp tục bao trùm mạng xã hội. Nhưng dù thế nào, Avengers cũng đã cho người hâm mộ cảm thấy niềm hạnh phúc khi được sống trong kỷ nguyên Marvel, kỷ nguyên của những siêu anh hùng tuyệt vời như Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow. Đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ nhất trong lịch sử vũ trụ điện ảnh Marvel và trong sự nghiệp diễn xuất của những ngôi sao nổi tiếng khác. Ấn tượng sau lần đầu gặp Quang Hải, Thu Trang hài hước nhắn nhủ: "Em chết với chị." Vì sao Thu Trang lại có dòng chia sẻ gửi đến Quang Hải như vậy chỉ sau lần đầu gặp gỡ? Mới đây, Thu Trang bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng cầu thủ Quang Hải trên trang Instagram cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên chia sẻ: "Gặp em ở ngoài thấy em là người dễ thương và gần gũi quá nè. Người gì đâu mà vừa giỏi vừa dễ thương vậy. Từ nay mê em luôn nha em chết với chị." Dẫu biết Quang Hải nổi tiếng là người thân thiện và tốt tính, nhưng cư dân mạng vẫn không khỏi thích thú trước những tâm sự chân chất của Hoa hậu làng hài. Không biết anh Đường Băng khi đọc những dòng này có ý kiến với chị 13 không nhỉ? Vừa qua, sau khi thắng lớn cùng bộ phim điện ảnh Chị 13, Thu Trang Tiến Luật đã dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn bằng chuyến du lịch đến Hàn Quốc cùng đại gia đình. Lần hiếm hoi cả ba thế hệ cùng đi chơi, thế nên tất cả các thành viên đều hào hứng. Thu Trang cho biết đây là món quà mà chị muốn dành cho cả nhà vì đã chịu nhiều thiệt thòi trong khoảng thời gian bận rộn với công việc. Cả gia đình nữ diễn viên đã có khoảng thời gian thư giãn và sum họp đầm ấm bên nhau. Nhưng dịp này, Tiến Luật cũng khiến khán giả bất ngờ khi thông báo ra riêng, tạo dựng thêm chỗ đứng cho mình ở lĩnh vực kinh doanh sau thời gian dài làm hậu phương vững chắc cho vợ. Những hình ảnh hạnh phúc của gia đình Thu Trang Tiến Luật trong chuyến du lịch dài ngày tại Hàn Quốc. Được vợ cho 20 triệu tiêu vặt, Lương Thế Thành mừng rối rít, chẳng bù cho Trấn Thành phải nợ cả tiền taxi. Có bận Harry Won quên phát tiền, Trấn Thành khốn khổ không biết giấu mặt vào đâu. Vốn là hai cặp đôi hạnh phúc được quan tâm nhất showbiz. Song mỗi lần nhắc về gia đình là Lương Thế Thành và Trấn Thành, fan không nhịn nổi cười bởi hai chàng trai bị vợ quản lý thắt chặt chi tiêu. Nhiều lần lâm vào cảnh dở khóc dở cười, đến nỗi khi được vợ cho tiền tiêu vặt, ông bố bỉm sữa Lương Thế Thành phải viết cả tâm thư cảm tạ rất chi cảm động. Còn Trấn Thành thì lại liên tục bị vỡ mộng hôn nhân. Từ khi kết hôn với Thúy Diễm, Lương Thế Thành ngày càng trở nên hoàn hảo trong mắt mọi người, với vai trò người chồng yêu vợ thương con. Thế nhưng nói về khoản tài chính, thì nam diễn viên lại bị vợ gần như lột sạch. Vốn tính hào phóng có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, nên từ khi lấy vợ, các khoản thu nhập anh đều giao hết cho Thúy Diễm. Lấy Thúy Diễm, Lương Thế Thành giao việc quản lý chi tiêu cho vợ. Theo như tiết lộ của Thúy Diễm, số tiền mà cô bỏ vào ví cho Lương Thế Thành tiêu vặt mỗi ngày rơi vào khoảng hơn 300.000 cho việc uống cà phê và ăn sáng. Tuy nhiên, ông bố trẻ cũng có lúc phải nịnh vợ để xin thêm. Cách đây ít lâu, Thúy Diễm khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ đoạn tin nhắn yêu thương nịnh nọt của Lương Thế Thành khi được vợ cho thêm 20 triệu tiền tiêu vặt. Cụ thể, khi bà xã Thúy Diễm gửi tin nhắn thông báo về việc vừa chuyển tiền tiêu vặt, "Em mới chuyển khoảng 20 triệu nhận được chưa?" Ngay lập tức Lương Thế Thành dùng toàn lời có cánh để nịnh nọt. "Cảm ơn vợ yêu dấu, vợ yêu là quý giá nhất trên đời không ai sánh bằng. Vợ yêu là một vật thể lạ soi sáng đời anh yêu vợ của anh rất nhiều." Ông bố trẻ Lương Thế Thành được vợ nâng mức tiền tiêu vặt và cái kết nịnh nọt mát lòng. Biết vợ chia sẻ tin nhắn, Lương Thế Thành kêu trời vì bị bà xã làm nhục liên tục. Bạn bè động viên anh rằng bị bêu rếu nhưng dù sao có tiền tiêu là được rồi. Tuy rơi vào vòng kiểm soát của bà xã nhưng Lương Thế Thành vẫn vui vẻ bằng lòng, chấp nhận nịnh vợ vì tình cảm anh dành cho cô. Thế Thành cũng cho biết nhờ cách quản lý tiền bạc của vợ mà vợ chồng anh tiết kiệm được tiền mua nhà, tàu xe. Và nam diễn viên rất hạnh phúc vì điều đó. Mặc dù là người nắm tài chính của chồng, nhưng trước khi làm việc gì, Thúy Diễm đều hỏi ý kiến của chồng. Chính Lương Thế Thành đã chia sẻ, "Giữa chúng tôi luôn có sự bàn bạc trước mọi quyết định." Từ khi họ có thêm con trai, cuộc sống vợ chồng càng đầm ấm hơn, dân mạng phát hờn với cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của cặp đôi. Cùng cảnh bị vợ kiểm soát của Lương Thế Thành phải kể đến Trấn Thành, người chồng tiên phong trong công cuộc đưa hết tiền kiếm được cho vợ. Nếu như Thế Thành được bà xã cấp 20 triệu đồng một tháng, thì A Xin còn khốn khổ hơn gấp mấy chục lần. Đặc biệt nhất phải kể đến lần Trấn Thành không có nổi 160.000 đồng trả tiền taxi vì Harry quên phát tiền. Trong một game show, Trấn Thành kể: "Có lần tôi đi taxi hết 160.000, sáng ngủ dậy nó nói, nó bỏ vô bóp, bữa đó nó ngủ quên nó không bỏ. Mở cái bóp ra có 18.000 dư hôm qua,
160.000 mà không có tiền trả, trời ơi, không còn biết giấu mặt vào đâu. Tôi phải vô mượn cô biên tập, mà đó là lần thứ hai tôi gặp cô ấy đấy. Tôi bảo, em gái cho anh mượn 160.000 trả tiền taxi. Trời ạ, cái cảnh đó nó hèn hạ chưa bao giờ có trên đời. Mà ông taxi ổng nói như vậy tôi thấy thương. Thôi Trấn Thành, thôi anh tặng đó, bữa nào gặp rồi trả. Đồng nghiệp cũng bóc phốt nhiều lần Trấn Thành mượn tiền họ, sau đó Harry Won là người đi trả. Điều này khiến Trấn Thành cảm thấy khá đau khổ vì anh bị vỡ mộng hôn nhân. Mặc dù nói xấu vợ trên sóng truyền hình, nhưng Trấn Thành luôn hãnh diện về vợ của mình, bởi bà xã Harry Won là người giúp anh biết sống tiết kiệm hơn. Nam MC thú nhận bản thân là người tiêu xài rất hoang phí, nhưng sau khi kết hôn, anh dần có của ăn của để. Trấn Thành tiết lộ mỗi ngày bà xã đưa anh 2 triệu đồng để chi tiêu, lúc đầu anh không quen, nhưng sau này cảm thấy may mắn vì có vợ quản lý tiền bạc. Trấn Thành nói, lấy vợ xong tôi trở thành người vô sản. Trước khi lấy vợ, tôi là người không bao giờ biết kiểm soát chi tiêu. Tôi xài tiền rất phung phí. Ra đường tôi không bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền, cũng không biết mình đã xài bao nhiêu. Hồi xưa chi cái gì cũng tự do, giờ thì cái gì cũng hỏi ý kiến bà xã. Mới đây Trường Giang tiết lộ vợ chồng Trấn Thành đã tậu căn nhà mới trị giá vài chục tỷ. Có được thành quả này cũng nhờ cách biết quản lý tài chính của Harry Won. Nhờ vợ tiết kiệm, Trấn Thành đã tậu được nhà đắt tiền, nhưng anh chưa công khai. Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Trấn Thành Harry Won khiến fan thích thú vì những câu chuyện hài hước về tiền nong. Thế nhưng từ khi kết hôn, cuộc sống của họ hạnh phúc thế nào thì ai cũng biết. Trấn Thành có chịu thiệt một chút cũng là vì vợ muốn vun vén cho gia đình mà thôi.